Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Moba Việt. Ở trong clip này mình sẽ làm con Zephyr nhá anh em. Đây là một con tướng được tăng sức mạnh ở trong cái bản update tứ phương đại chiến. Cụ thể là các cái chiêu của nó được giảm thời gian hồi chiêu. Mình sẽ bui đồ cho con Felix theo hướng là full tăng nha anh em. Xem độ trâu chó của nó khi bản update cập nhật. Biết Oma đi nên gì đây? Nếu mà Oma đi với AD thì mình sẽ cầm bộc phá. Còn nếu mà mình đi AD mình sẽ cầm hồi máu ấy. Trò gần cuối mới chat đi. Rồi trận này đội hình team mình có vẻ ngon hơn team bạn khi mà team mình có khống chế tốt hơn từ Oma và Zephyr. Rồi cả hai bên đều mức danh cao thủ như nhau thôi. Thì anh em lên cao thủ rồi đấy, ố thường thì cũng gặp cao thủ hết. Mà nói chung là gần cuối mùa rồi, ai cũng danh cao thủ thôi. Bởi vì lúc cuối mùa leo danh dễ hơn đầu mùa rất là nhiều. Theo dự kiến thì là giữa tháng 4 thì sẽ sang mùa mới nha anh em. Khi đó mức danh của anh em sẽ được giảm giống như là từ mùa 1 sang mùa 2 đó. Rồi đội hình khá là ok, đội hình vượt trội so với team bạn. Thì mình sẽ đi lên solo và chắc chắn là gặp chú khỉ Tôn Ngộ Không rồi. Ngộ Không hoặc Triệu Vân, nhưng mà khả năng cao là Ngộ Không sẽ đi solo. Bởi vì Triệu Vân sẽ hỗ trợ tốt hơn. Bạn Triệu Vân biết mình. Ra canh hộ AD xem có Lâm Tặc không. Thì hiện tại Lâm Tặc đang hoành hành rất nhiều, phải cẩn thận. Xin chào. Rồi mình sẽ gặp ai đây? Triệu Vân ở trên thì chắc là Ngộ Không rồi. Ngon rồi. Ngộ Không. Chọc luôn. Phải chọc luôn, dí luôn. Dí luôn từ đầu. Phải dí Ngộ Không luôn. Xịch chọc. Nói chung là chọc và xịch liên tục. Rồi Ngộ Không đã mất khá máu rồi. Giờ mình sẽ ăn và thả thính nhá. Ngộ Không định KS con rùa. Rùa dùng rợn, rùa hổ báo. Chết luôn rồi, khổ báo này. Ăn này, ý đồ xấu này. Lâm Tặc này. Hai tặc chứ. Bây giờ mình đang ăn rùa là mình đang ở ngoài biển. Phải là hai tặc. Thôi em xin đại ca. Em xin đại ca. Ôi gành, thoát tim em. Ôi các bạn thấy anh Châu chưa? Các mình này không vất máu kìa anh em. Nhìn quá hài hước luôn. Zephyr. Felix tìm bạn. Bó tay. Như kiểu đấm tổng quát anh em ạ. Mà rõ ràng là Felix tìm bạn cầm bùa đỏ nhá. Còn Felix làm tướng ngôn đam rất to thời gian đầu. Sóc hay thế. Không phải sóc đâu, cáo đây anh em ạ. Nhưng mà là cáo mà sóc thì như nhau nhỉ. Ngoại hình đọc tên là cáo chơi tanh nhưng mà nhìn khá giống sóc. Nhưng mà nó là con cáo đây anh em ạ. Nhìn pha Felix team bạn tổng quất cho mình khá hay. Hiện tại Ngộ Không thì không thấy đâu rồi. Đây thanh niên đây rồi. Mình sẽ ra hỗ trợ, gọi là hỗ trợ anh em ăn cái con rồng đầu tiên. Hiện tại thì mình thì nói chung là một pha lỗi của Ngộ Không và Phoenix thì đã mất khá nhiều mạng rồi. Quả đấy Phoenix là mình giật hết cả mình. Yên nào ra. Dí chiêu một vào đầu rất là đau, nhưng mà mình rất là trâu chó. Mình nên đồ kiểu này nên nó trâu mà anh em. Lấy giáp Kaya lấy cái hồi máu thời gian đầu tiên. Thanh niên mờ gân ga bị hấp chiếm. Bó tay. Lạc vào rừng.
Rồi, Ngộ Không đã đẩy xong cái đường rồi, xong cái trụ rồi. Ngộ Không khả năng đẩy trụ vô gọi là quá khỏe. Nào, quất, quay lại quất đi anh em. Thôi té rồi. Thôi xong mình rồi. Ôi, nhảy qua tường chạy thôi. Ôi bộc phá em ơi. Ôi thôi xong mình rồi, xong rồi. Ngộ Không thay em. Trời ông na crot. Mình nhảy ra cứu thanh niên bỏ chạy mình. Vãi ông sát thủ. Thôi lần sau thì không được như thế đâu nữa. Gọi là hết mình vì anh em mà anh em bỏ rơi mình. Cảm giác bị bỏ rơi thật là hụt hẫng. Cảm giác rất bị hụt hẫng anh em ạ. Bị bỏ rơi. Rồi bây giờ mình sẽ ra trả thù thanh niên Phoenix và Ngộ Không. Thằng Phoenix phải dí đầu nó và cho chơi sập vào đầu nó. Mày chạy này. Chết chưa. Trả thù được rồi anh em ạ. Rồi thôi hấp diêm luôn. Hai mạng cho mình quá ngon rồi. Đó phải trả thù như thế. Thù phải ra như thế. Ngộ Không à, thằng này vừa giết mình. Phải giết bằng được. Băng trụ phải giết. Rồi chết rồi. Rồi thanh niên này định làm gì? Tốc biến lên làm gì đây? Tốc biến bằng trụ luôn. Chết nải. Rồi các bạn lên bảng đếm số hết rồi. Một thanh niên Triệu Văn Chát thì không hiểu luôn. Tố lên đồ kiểu này gọi là khá là trâu anh em ạ. Ôi rồi thanh niên định làm gì cũng biết. Ôi tầm quất thôi. Ngứa lưng đấy. Bó tay cứ xuống săn mình liên tục. Đây là lần ganh thứ 3 rồi nhá. À 3 lần thì được 1 lần. Tôi hiện tại là đang vô địch vàng team rồi. Rồi thanh niên đây rồi. Thanh niên này, phanh này, ganh này, ganh này, nài này, ganh này. Ui. Tôi lỗi rồi, đúng lúc mình phi ra thì thiên nhiên là phi chạy đi. Chạy mất rồi. Đây anh em ơi, ăn thịt sóc. Thịt cáo anh em ơi. Thịt cáo, mơn ga. Rồi có thịt cáo ăn rồi. Thịt cáo ăn này. Chích này. Đấy chứ có đồng đội có khác. Thôi xong rồi, thanh niên mơn ga chết rồi. Sorry nha, không cứu được đâu. Này mờ gan ga, thịt mờ gan ga. Hài quá, chết rồi, Ngộ Không đánh không mất máu kìa. Nói chung là cái con Zephyr này nó đã trâu rồi. Các bạn biết thì thời gian hồi chiều nó nhanh hơn, thì hồi chiều nó sử dụng kỹ năng nhanh hơn, khá là trâu. Cái nội tại con này được miễn giảm sát thương khi mất máu nhá, nên nó càng ít máu thì nó rất là trâu. Cái phần trăm miễn giảm sát thương sẽ cao hơn. Một tướng có khả nội tại khá mạnh. À vì vậy mình sẽ nên tăng để phát huy hết cái nội tại của nó. Để mình có thể gọi là tăng cứng hơn. Nghịch kinh công để cho nó đánh. Thành nhiên hết đường chạy. Chỉ rốt trong dọ. Wow. Nói chung là thuận này thì toàn chọc cũng trịch thôi. Là nếu mà đánh Zephyr thì anh em nên là nói chung là ghim màn hình lại. Vì vuốt chiêu cuối của nó anh em vuốt xa thì chạm nút home thì nó bật ra ngoài. Như thế thì sẽ bất tiện. Và đẩy ra ngoài thì anh em nhiều lúc là chết oan đấy. Rồi hiện tại thì số là 27 rồi. Một sự chênh lệch gọi là quá xa vời.
không còn cơ hội nào tìm cho team bạn. Ngộ không mà. Chuẩn bị nào lên giết nào anh em ơi. Tập hợp. Tập hợp. À đủ. Quá một phát trời sập chết hai thanh niên. Các bạn thấy mình rất trâu, còn tí máu nhưng mình rất trâu. Giết đi, giết, giết. Giết luôn, giết luôn. Ôi. Thanh niên Cross, thanh niên đứng múa một mình. Bó tay là mình chết oan cả đấy. Nhảy choáng lại hụt rồi còn múa hụt nữa. Bó tay. Là mình chết oan mất MVP trận này rồi. Ồ, đang làm con dẹp fit vì anh em yêu cầu khá nhiều nên mình làm con tướng này. Thì hiện tại nick này mình chơi rất ít nha anh em. Vẫn đa phần là bạn giao kit chơi thôi. Mình thỉnh thoảng vào làm clip thôi. Vì vậy nếu anh em gặp nick này thì tôi nhẹ tay nương tay cho bạn giao kit. Anh em hành quá thì bạn ấy không chịu nổi nhiệt. Vì bạn ấy không có tội tình gì đâu. Tội tình thì cứ đổ lên MOBA Việt nhá. Rồi giết luôn. Quất luôn. Băng trụ là một chuyện quá đơn giản. Từ từ Violet không đánh à. Tôi lại té thôi. Anh em có thể thấy đứng núp nâu trong trụ mà nói chung là vẫn còn rất nhiều máu. Có thể thấy độ trâu con tướng này. Rồi gian con bùa gọi là bùa hồi máu đây. Anh em cứ bình tĩnh mà đánh thôi. Trận này thắng chắc rồi mà. Team bạn mất nên và mất nói chung là thọt tiền rồi. Rồi không có đồ đam. Đánh khá là gọi là khó chịu. Mãi không chết con rồng này. Đây là cách nền đồ full tăng của mình. Nói chung là không phải cách nền đồ chuẩn nhất. Nhưng mà nếu mà anh em xác định là đánh con gen fit mùa này, có thể lên cách đồ nền đồ này. Anh em sẽ dùng trời sập liên tục được. Và sẽ sống dai trong combat. Dùng để trời sập liên tục. Nếu anh em lên đồ có đam ý, thì anh em mới trời sập nhát anh em chết rồi. Lên đồ kiểu này anh em có thể trời sập đến 2 phát liền. Và có thể là trời sập rất nhiều lần. Băng trụ gọi là thoải mái. Chung mỗi cách nền đồ nó có một cái ưu điểm riêng của nó. Cách nền đồ này thì băng trụ ôm trụ gọi là chuyện quá đơn giản rồi. Ở đó lại quay lại trời sập. Mắc hồ chiêu mà. Nói chung là rất là trâu bò. Nhất là khi có cái hồi 1% máu của cái con bùa rồng. Rồi ok, end game thôi. Trận này chắc là không MVP rồi, chết hai mạng liền. Rồi nhảy vào hồ nước. Ok, và video cũng đến đây là kết thúc rồi. Video của mình đến đây là kết thúc luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ là xem quảng cáo và kích quảng cáo ủng hộ MOBA Việt. Đây là cách anh em ủng hộ mình để mình có tiếp tục có động lực làm video gọi là phong phú và đa dạng hơn. Xin chào tất cả mọi người.